phải cô tên em không? Ừ, đúng rồi. Có người tặng cho em cái này nè. Dạ cảm ơn. Ủa, anh nói con này hơi sớm đó. Trước sau gì cũng nói, nói sớm tốt hơn. Anh còn chưa biết tên tôi là gì mà. Cái đó thì sớm muộn gì cũng biết, biết muộn không sao hết. Mà nè, em nói với tôi là đừng có tin người lạ. Vậy sao em nghe lời tôi chi theo tôi vậy? Chắc là nhìn tôi đáng tin lắm đúng không? Cái đó còn chưa biết được. Nhưng mà đừng có kêu tôi là em nữa, tôi có tên mà. Vậy chứ em tên gì? Nghi. Phương Nghi. À, Phương Nghi. Phương Nghi có nghĩa là người có dung nhan đẹp. Ba mẹ em đúng là biết đặt tên thiệt đó. Quá chính xác luôn. Phát mạnh lắm. Sao vậy? Cả nhà già trẻ lớn bé ở chung một căn nhà, bởi vậy nhiều lúc á, tư tưởng á, nó không có giống nhau, cãi nhau suốt à. Nè, nhà Nghi có đông anh em không? Không. Nghi là người Sài Gòn hả? Nghi nè, Nghi nhắm mắt lại đi. Chi vậy? Thì nhắm mắt lại đi. Chừng nào kêu mới được mở mắt ra nha. Mắt ra đi. Anh dễ hồi nào vậy? Thì dễ hồi nãy đó, lúc mà Nghi đang trầm tư. Ê, bà khoan, thiếu rồi. Thiếu gì? Thiếu cái nút ruồi ở đây nè. Hồi nãy đứng xa quá không có thấy. Mà chấm thêm cho nó chân thật. Đừng. Bức tranh đang đẹp, chấm vô kỳ lắm. Nhưng mà phải chấm nó mới thật được chứ. Ê. Đó, cười như vậy dễ thương hơn không? Suốt ngày ủ rũ. Tặng cho Nghi nè. Cảm ơn. Từ đó tới giờ chỉ có anh ấy là người dễ khuôn mặt mình.
Tưới cây hả anh? Thấy được còn hỏi nữa. Trời ơi, cây bưởi nữa hả? Ở dưới quê đi đâu cũng thấy cây bưởi đó. Vậy mà còn mang lên đây trồng nữa. Cây bưởi này của bà chủ nhà, nhờ anh chăm sóc giùm. Nè, bà chủ nhà biết anh phái bưởi lắm đúng không? Chứ em hả, đi đâu cũng thấy bưởi hết trơn, riết ngán quá trời luôn. Thôi em vô à. Không đi học hả? Ờ, thì vô chuẩn bị đi học nè. Không biết hôm nay học vẽ gì ta. Nè, em hãy chú ý là ở chỗ đường nét nơi bên hông này, chúng ta sẽ tạo màn sáng tối thật tốt hơn. Đúng rồi. Thôi, hôm nay chúng ta làm việc khá mệt rồi, chúng ta tạm dừng ở đây. Ngày mai chúng ta gặp lại nha. Anh Du. Anh Du lúc nãy có vẻ ở đây nhưng đi ra ngoài chưa thấy vô chị à. Dạ cảm ơn. À, không có gì chị. Anh ta muốn giở trò gì đây? Nhưng anh có hẹn với mình mà. Ba nghe nói bưởi rụt rịch lên giá rồi đó, lo thu hoạch rồi bán người ta. Ba, chỉ là tin đồn thôi mà ba. Có đám thương lái nào mà chịu giá đó đâu. Ông Hai ơi, có thư dân quyện gửi ông Hai ơi. Thư của ai vậy cả? Thư gì vậy con? Dạ thư ở trên quyện gửi xuống. Để con đọc coi. Thư mời ông Trần Văn Thạch lên hợp tác xã để làm thủ tục gia nhập hợp tác xã Bưởi Năm Roi, huyện Bình Minh.
Bà đã nói rồi nghe, không có gia nhập hợp tác xã gì hết á, nghe chưa? Nhưng hôm bữa mình đã hứa với họ rồi mà ba. Con thấy mình gia nhập hợp tác xã cũng đâu có thiệt hại gì đâu. Đất vẫn là làm của mình mà. Làm sao là của mình được? Nếu mà tham gia hợp tác xã rồi á, thì người ta sai con gì á thì con phải làm cái đấy. Tự nhiên à, phải chịu gò bó, chưa chắc chị bán được giá cao hơn nữa. Như từ trước tới giờ đi, mình muốn bán cho ai thì mình bán, khỏe re à? Nhưng mà mình là chủ vườn bưởi lớn nhất ở đây, mình không làm gương thì ai chịu làm theo mình nữa hả ba? Ba nói vậy mà con cũng không nghe. Con muốn làm gì con làm. Đi đâu vậy? Vậy con lên quyền. Con nhất định trả lời ba phải không? Con đã quyết định đâu, con chỉ lên đó coi cách thức có phù hợp với mình hay không thôi. Phù hợp? Phù hợp? Phù mỏ thì có. Vô hợp tác xã đi, mèo mỏ đó con. Ê, nói mèo mỏ mà con cũng đi nữa hả? Rồi nè, xuống nè. Mọi người ơi, nhanh tay lên. Cẩn thận á. 1, 2, 3. Ba chú ba coi. Ông Năm, tính tiền cho tôi đi ông Năm. 1, 2, 3. Chú mày 9,5 triệu. À, tôi gửi đứa đủ không nha. Ờ, rồi. Lẹ lẹ về mấy đứa ơi. Sao cái này? Nè. Còn nữa không? Chờ anh Năm. À, chú Hai. Sao? Dạo này được mùa không? À, cũng khá khá chú. Ở đây anh Năm có nghe bà con người ta nói gì về vấn đề tham gia hợp tác xã không? Ờ, thì tôi cũng có nghe bà con người ta bàn tán, nhưng mà hầu hết bà con người ta không ủng hộ. Họ nói bưởi của họ đó, họ muốn bán cho ai thì bán, chứ vô hợp tác xã rồi dưới sự quản lý của huyện họ mất tự do. Còn anh Hào thì anh có nói gì không? À, ông chủ thì tôi cũng chưa có nghe ông nói gì hết trơn trọi. Nhưng mà chú Hai à, theo ý tôi thì sức mạnh tập thể bao giờ cũng mạnh hết. Chứ bây giờ hợp tác xã là hợp với chủ trương của nhà nước. Mình có vào đó rồi thì mai mốt đây nhà nước sẽ hỗ trợ mình về mọi mặt, đúng không? Thì tôi cũng nghĩ giống như anh Năm vậy. Mà ngặt nổi, ông già tôi, ông không chịu. Vậy sao? Vậy còn chú Hai, chú Hai quyết định vào hợp tác xã hả? Bây giờ tôi lên huyện để đăng ký liền nè. Vậy hả? Thôi, tôi đi nghe. Chú Hai đi nghe. Rồi. Alo, nội hả? Con Thư nè. Nội bực ba con quá à. Định nói với con á là cản ba con đừng có tham gia hợp tác xã. Nó nói gì? Ba con tham gia hợp tác xã hả? Nghe giọng nói của con mừng như vậy là biết con theo phe ba con rồi. Ờ... Nội thèm nói chuyện với con nữa. Nội. Nội. Sao vậy ta? Sao tự nhiên nội lại giận? Nhưng mà dù sao đây cũng là một tin vui. Cậu hai, giờ này mà cô ba chưa có về nữa kìa. Em gọi điện cho nó coi. Dạ, điện rồi mà không có bốc máy. Vậy chứ nó đi đâu? Thằng bọn nó đúng thiệt á, phụ nữ chỉ toàn là rắc rối. Không quen nữa, coi phải rắc rối gì hết.
Bon, Bon. Dậy. Sao ngủ ngoài đây? Không vô trong ngủ đi. Cậu hai. Dạ. Em chờ cậu ba về. Thôi, em vô ngủ đi, để anh chờ cho. Dạ thôi cậu ơi, nhiệm vụ chăm sóc cậu ba là của em mà. Hả? Hình như tiếng xe của cậu ba đó. Hả cậu ba? Trời, đợi cậu ba đi. Trời ơi, nặng quá. Nè. Ê, con hai, con có. Em đỡ xe đi. Dắt xe vô, tôi đưa cậu lên phòng. Bon. Dạ. Em đi ngủ đi. Dạ thôi, để em ngủ đây với cậu ba, rồi lo cho cậu luôn. Nó đã ngủ rồi mà. Ngủ đi em. Qua bữa đây. Có tin vui. Tin gì vậy? Ba mình đồng ý giao hợp tác xã. Xin chúc mừng. Nếu ai cũng suy nghĩ như tía bạn thì tốt quá. Đây là tín hiệu đáng mừng cho vườn bưởi. Hình như bông bưởi cũng là người huyện Bình Minh. Vì chuyện vào hợp tác xã này, có lần mình đã nghe ba và bà nội nói. Chẳng lẽ cô ta là hàng xóm của mình sao? Anh đi đâu vậy? Anh tới đón em đi làm. Anh không đi học hả? Chở em qua bệnh viện rồi anh đi học luôn. Không được đâu. Thôi anh cứ đi học đi. Em tự đến bệnh viện một mình được rồi. Với lại em đi xe buýt quen rồi. Anh cũng có việc tới bệnh viện mà. Anh phải vô bệnh viện để xin cái giấy là thực tập xong rồi. Thiệt không? Thiệt. Nhìn mặt anh không đáng tin hả? Ừ. À quên nữa, để anh vô chào bác một tiếng. Mẹ em còn ngủ. Thôi đây bữa khác nha. Ờ, cũng được. Thôi mình đi. Quỷ Bon. Dạ. Sao không kêu tôi dậy? Trời ơi, kêu cậu dậy mà cậu ngủ như chết vậy á, cậu dậy đâu. Mày đừng có xạo. Để lại đi mua đồ ăn sáng đi, trễ học rồi kìa. Trời ơi, đồ ăn sáng cái gì? Cậu lấy tiền hết trơn rồi cậu không nhớ hả? Ăn mì gói thì có. Vậy đi nấu mì lẹ đi. Rồi, đợi tôi xíu đi. Nhanh lên. Rồi. Anh à. Anh vô gửi xe đi. Em đứng đây đợi anh. Anh đâu gửi xe làm gì. Anh qua trường luôn mà. Sao anh nói? Không nói như vậy á. Làm sao em cho anh chở em đi làm? Anh thấy ghét thiệt á. Giờ này anh đón em nghe. Không cần đâu. Em mà không cho, anh cũng nghĩ ra một lý do nào đó để tới đón em à. Vậy cũng được. Nhưng mà một ngày hôm nay thôi nha. Bắt đầu từ ngày mai á là anh phải tới thẳng trường á. Cái đó hả? Anh không dám hứa đâu. Thôi em vô làm đi. Anh đi cẩn thận nha. Bye bye. Bye bye. Cậu á nha, may mắn lắm mới có người anh như vậy á. Tao biết mày nói câu đó mà. Mà giờ anh hai tao không có nhà. Mày đừng có nịnh chứ. Tôi nói thiệt chứ nịnh cái gì. Hôm qua cậu xỉn quắc cần câu luôn. Ê Bon. Bon. Vậy trong đứa tao xỉn đó. Tao có nói gì bậy bạ không? Có. Cậu nói cái gì à, nghi nghi ngờ ngờ. Rồi cái gì à, cái gì à, khỏa thân. Ủi ghê quá hả? Cậu nha, cậu coi mấy cái đó ở đâu vậy? Chỉ tôi coi với. Ê gì? Tao nói vậy thiệt hả? Thiệt. Cậu còn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa kìa. Anh hai tao có nghe thấy gì không? Không,
Tại tôi ngủ chung với cậu mà. Ờ, vậy đỡ. Hành quá. Cậu, mà cậu nghi ngờ ai mà cậu nghi dữ vậy? Nghi không phải là nghi ngờ, mà nghi là tên một cô gái. Cậu tên là Phương Nghi á. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Cậu hả, đi tới đâu là có bạn gái tới đó à? Ý mày. Cậu là người mẫu á. Ừ. Mà là người mẫu có thân. Hả? Tao không bao giờ quen với kiểu người vậy đâu. Người mẫu khỏa thân. Anh Du. Tại sao anh Du lại lạnh lùng với mình như vậy? Mày biết thằng Du hôm qua bỏ học đi đâu không? Nó lên phòng của năm 2 coi cảnh vẽ khỏa thân đó mày. Sao mày biết? Tao thấy rõ ràng, nó từ lầu 2 chạy xuống, mặt xanh lè. Chắc là nhìn thấy cảnh đóng nên nó bị sốc. Thằng đó mà sốc gì mày ơi, nhìn mặt nó là biết dân chơi rồi. Thứ thứ, để mình dắt xe giùm cho. Có xe đâu mà dắt, không thấy đi bộ hả? Trời. Ta nói mày rồi, nàng này không có dễ cưa đâu. Ê, bộ mày không sợ u đầu mẻ chán giống ông phó giám đốc nào hả mày? Nàng cá tính như vậy nên mới hay, mới hứng thú. Sao tắt điện thoại luôn vậy? Sao nhìn cái mặt giống như bị mất đồ vậy? Giống lắm hả? Giống. Thì nó đó. Hử? Buồn ngủ gì vậy trời? Trời ơi, giờ này mà chị bé còn chưa về nữa, đi coi hát gì mà dữ vậy không biết. Không buồn ngủ, không buồn ngủ. Dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cung đàn buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông loan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyền đang đón gió thu về. Cô, mà thôi, giờ này bà đang ngủ, kêu bà dậy thế nào cũng bị chửi. Ngủ cho chắc ăn. Trời ơi, chị bé này, về nào mà ngủ ở đây cũng kêu mình vô phòng ngủ nữa trời. Đi đâu sớm dữ mà sao không chịu đóng cửa vậy trời. Ủa, chiếc xe của tôi đâu? Trời ơi, chị bé. Chị bé ơi. Ờ, gì mà đang ngủ la âm tầm vậy? Mất xe rồi. Ai mất? Xe của tôi. Hả? Xe của cô hả? Chết rồi. Vậy là tối hôm qua tôi
là trời. Vậy là má của tôi, vậy là má của tôi. Trời ơi nữa. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, còn có điện thoại của tôi nữa. Hôm qua tôi để đây mà. Mất luôn rồi. Cô đừng có khóc nữa. Tôi xin lỗi. Cô coi như là cổ đi thay người đi cô. Cổ đi thay người gì chứ? Đừng có chấm sâu nha cậu. Cậu sao hối hận đó. Ăn uống mà hối hận gì? Mặn dữ vậy bọn? Thì em đã nói cậu rồi, cậu không chịu nghe lời em. Mà bọn hết tiền đi chợ rồi hả? Sao nay cho ăn kho quẹt vậy? Dạ tại hôm nay rằm nên em định ăn. Rằm cái gì? Rằm người ta ăn chay, mắc mới ăn kho quẹt. Thằng Du nó lấy hết tiền rồi phải không? Ủa sao cậu biết hay vậy? Tao còn lạ gì cái tính của nó nữa. Mà tụi bay ghê á. Alo, Mr. Bòn nghe. Tao nè. Cậu ba hả? À tôi nè cậu ba, có gì không cậu ba? Mày chuẩn bị lên trường tao liền đi. Thôi, không có được đâu. Không ai cho tôi vô trường nữa cậu ba ơi. Ai mượn mày vô trường đâu mà mày vô. Mày chờ tao ở quán cà phê trước cổng á. Rồi biết khi nào cô ta đi ra mà canh. Mày chờ chút xíu nữa đi. Cô sẽ ra về trước giờ tan học. Mời hai cậu uống nước. Cảm ơn chị. Sao cậu nói là cậu không thèm quen người mẫu nữa mà tự nhiên giờ kêu tôi đi theo dõi người ta là sao? Chuyện của tao nó nhiều quá. Uống đi. Kìa kìa, hình như quấy kìa. Ê sao biết hay vậy? Thì cậu nói tóc dài, mắt to. Với lại công nhận cô này đẹp thiệt nha. Cậu không mết mới là lạ. Thôi đi mày, tao thích cổ không phải vì cổ đẹp đâu. Chứ gì? Mà tao thích vì tính của cổ. Tính cô độc lắm, hấp dẫn tao. Cái này là nữ yêu quái thì có. Cậu mà dính vô hả, rứt không ra cho mà coi. Kệ tao mày, nó nhiều quá. Nhiệm vụ bây giờ của mày á, nè, đợi lên. Gì vậy? Leo vô. Nhiệm vụ của mày bây giờ á là theo dõi cổ, coi nhà cửa ở đâu, có chồng con gì chưa, rồi ba mẹ anh em ra sao. Rồi biết rồi.
đâu mà quang vắng vậy? Không biết hồi mình biết đường về không trời. Ủa, sao tự nhiên cô ấy vô chùa vậy ta? Rồi các em ngồi xuống, chị sẽ kể chuyện cho tụi em nghe nha. Dạ. Đi lên. Bây giờ chị sẽ kể chuyện tâm cám trước ha. Ngày xưa có một gia đình nọ sống rất hạnh phúc. Bây giờ trên thế sinh ra một đứa bé gái rất xinh đẹp, và họ đặt tên cho cô gái đó là Tấm. Cha muốn đứa con mình có mẹ, và người cha đã quyết định có thêm một người vợ nữa. Người vợ đó có một đứa con đi. Đi cô cho con hỏi thăm cái. Thí chủ hỏi thăm chuyện gì? Không bao giờ thích con.
đội khi em thi đại học. Mặc dù thích làm bác sĩ lắm, nhưng em không thi. Em biết mình cho dù có đậu cũng không thể học đến cuối cùng được. Em muốn học trung cấp y tế để mau ra trường, kiếm tiền nuôi mẹ, rồi nuôi bản thân em. Anh có biết, khi em biết anh bỏ trường thi để qua học trường đại học khác, em ghét anh lắm. Hả? Em giận anh. Em giận ông trời sao bất công. Tại sao trên đời này người thì được quá nhiều, còn người thì không được gì hết. Bây giờ anh đã biết em có một bà mẹ mất trí, một cuộc sống không tương lai, thì thôi, anh đừng tìm đến em nữa. Em nói cái gì vậy? Trước đây chưa biết được hoàn cảnh của em, bây giờ biết rồi thì anh lại càng thương em nhiều hơn nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em hãy tin anh. Dù hoàn cảnh nào anh cũng ở bên em. Nghi. 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 Có chuyện gì sao? Dù muốn xin lỗi chuyện bữa trước. Xin lỗi chuyện gì? Bữa làm lơ với Nghi đó. Có phải là anh biết tôi làm nghề gì nên cảm thấy hụt hẫng? Không có chuyện đó đâu. Bữa đó tôi không vui á là tại vì anh hai của tôi kìa. Ổng bị viêm ruột thừa, phải nhập viện luôn á. Mà kỳ cục ghê luôn á. Ổng là sinh viên y khoa, mà để cái ruột nó viêm, sưng lên, bể luôn mới chịu nhập viện. Tôi ở nguyên đêm chăm sóc ổng trong đó. Bởi vậy bữa đó tôi thấy mệt, đầu óc cứ bơ bơ làm sao, không biết phải làm gì nữa. Vô lớp á, thầy kêu lên vẽ thiếu nữ, tôi vẽ bà già luôn. Nghi không tin tôi hả? Tôi đâu có nói vô nói dối. Nè, vậy đừng có giận tôi nữa nghe. Vô đi học đi, khi nào thuận tiện thì mình nói chuyện. Nghi còn phải đi làm nữa. Yeah. Ê bọn. Vậy ngày mai mày về quê á, xin ba tao thêm tiền đi. Trời ơi, cậu giỡn chơi hoài. Về quê xin tiền cho ông giác cây ông đập tôi hả? Mày xin cho tao chứ xin cho mày đâu mà mày sợ. Chị bé ơi. Chị bé. Dạ. Mở cửa giùm tôi. Trời, cô hai. Cô làm gì mà có vẻ mệt mỏi quá vậy? Tôi đi bộ hơn 20 cây số, không mệt sao được. Ôi trời, nhưng mà cô đi bộ để làm gì vậy? Vô đây đi rồi nói. Mệt quá. Trời. Ủa, mà cô đi bộ tới 20 cây số để làm gì vậy? Để bán 2 hộp kem và 3 hộp phấn á. Trời, vậy sao cô không đi xe ôm hay taxi cho nó khỏe? Trời ơi, tôi bán hàng trên mạng mà tôi đi taxi hay xe ôm á thì còn gì lời nữa. Tôi kiếm túi xe buýt hoài mà không có thấy, cho nên tôi đi bộ le lưỡi luôn á. Vậy cô bán vậy cô được nhiêu tiền? 100 ngàn. Không phải 100 ngàn, thật ra thì chỉ có 94.500 thôi, nhưng mà tôi nói 100 chói chẳng. Dạ alo bé nghe. Nội đây, đứa nào đó? Dạ con là bé. Cho nội nói chuyện với Thư chút coi.
Dạ. Cô hai, có điện thoại nè. Ai gọi vậy? Ông nội. Ừ. Dạ, con nghe nội ơi. Con khỏe không con? Dạ, con khỏe. Con khỏe mà sao giọng con nói nghe yếu xìu vậy? Dạ không, con khỏe thiệt mà. Con giận với nội á. Con khỏe là ông nội mừng rồi. Nhưng mà ở dưới này ông nội rầu lắm. Ủa, có chuyện gì vậy nội? Thì vụ ba con đó, đòi vô hợp tác xã đó. Nội với ba con không có hợp. Ba con thì đòi vô, nhưng mà ông nội quyết tâm ông nội cản đó. Ờ, nội ơi, con thấy ba con mà vô hợp tác xã là tốt quá chứ nội. Nội nghỉ chơi với con luôn. Ờ, nội. Duyên. Ờ nè 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 nè, có chừng đứt tay đó. Lỡ bể rồi thì thôi, mai chiều mua cái khác. Mau ly trà nóng đi má. Chồng con hồi sáng này sao đi sớm dữ vậy? Dạ, bữa nay có một thương lái muốn mua bưởi với số lượng lớn, mà bắt phải giao trước 7 giờ, cho nên nhà con phải dậy từ sớm để đi rồi má. Nè, mà con coi cơm nước gì chưa? Nó về mà không có cơm nó cằn nhằn dữ lắm. Dạ, chỉ còn nồi canh thôi, con Duyên đang nấu đó má. Con có thấy dạo này con Duyên nó có gì lạ lạ không? Ý má là dường như con Duyên nó thương Minh thì phải. Chắc nó không dám đâu má. Chứ sao mà mỗi lần á, thằng Minh về đây á, là nó tươi cười vui vẻ. Còn thằng Minh mà đi rồi á, thì nó thờ thẫn như là mất hết hồn vía vậy đó. Con à, hay là con cho nó nghỉ đi con. Chớ thằng Minh á, tánh tình hiền lành điềm đạm, má sợ lửa gần rơm lâu ngày là nó cháy bừng bừng lên luôn á. Không được đâu má. Dù sao chú Năm Võ cũng giúp nhà mình mấy chục năm rồi, giờ đuổi hai cha con đi cũng tội lắm đó má. Má cũng biết vậy, nhưng mà thằng hai mà nó biết được á là không yên với nó đâu. Nhà con là đàn ông, chắc không để ý mấy chuyện này đâu, má đừng lo. Thôi được rồi, nhưng mà con á phải tìm cách nói chuyện với nó, lựa lời nói xa nói gần cho nó biết là nó không thể nào làm dâu gia đình này được. Dạ. Ủa, ai như thằng Bon? Mà sao thằng Bon nó về chung với thằng hai?
con cũng không biết nữa. Tuần rồi ông mới gửi cho cậu ba mày 2 triệu. Mua cái máy gì mà mắc dữ vậy? Dạ thì cái tiền đó cậu ba lấy đóng tiền học thêm rồi. Còn cái tiền này á là cậu ba mua một cái máy vi tính thiệt là hiện đại, để không có thua bạn thua bè. Mắc công mấy cái tụi mà ở trên Sài Gòn á, nó cười cậu ba. Má. Dạ con chào bà nội. Chào bà hai. Ừ. Để con. Mới về hả con? Dạ. Nè, mày về có chuyện gì không vậy? Không phải nó, mà là thằng Du. Thằng Du? Thằng Du nó muốn xin tiền thêm để mua máy móc gì đó. Dạ. Mình à, hồi đó mình mong cho nó học, bây giờ nó chịu học rồi, có tốn tiền chút cũng đâu có sao đúng không mình? Hai à, vợ con nó nói đúng đó. Con nó xin tiền ăn học quá thì đáng mừng, chừng nào mà nó xin tiền đi ăn chơi á mới đáng lo. Con biết rồi. Để con gửi thêm cho nó 3 triệu nữa. Vậy? Cái gì 3 triệu? 3 triệu thì nó mua được cái giống gì? Tao cho thêm 7 triệu nữa cho chẳng 10 triệu. Trời trời trời. Gì 10 triệu? Trời ơi, má có biết 10 triệu bây giờ là biết nhiêu bưởi không? Tao hỏi mày nè. Bưởi với con, cái nào quý? Bưởi. Hả? Cái gì? Không không, con. Vườn bưởi á là để lo cho hai anh em tụi nó. Không lẽ mày ôm cái vườn bưởi rồi mày để cho hai anh em tụi nó dốt hay sao? Không có nói nữa. Tao quyết định rồi, 10 triệu là 10 triệu. Thua má luôn á. Hai, khỏe không? Đang làm gì vậy? Không khỏe, mệt muốn đứt hơi. Sao vậy? Bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Được kha khá không? Đi hết 20 km, được 94.500. Bạn giỏi quá. Cũng khỏe. Bỏ ông trời. Hết hồn cậu. Gì vậy? Làm gì giờ này mới lên vậy? Tại bà Năm đó kêu đem lên nào là tôm khô, mắm cá linh, khô cá sặc, sách muốn chết cái tay luôn vậy à. Gì vậy? Ừ? Còn cái vụ đó sao? Cậu nha, cậu chỉ biết có vụ đó không nè. Lại đi. Có đợi ông xíu. Lại đi, lại mệt quá. Ủa, đâu ta? Cái gì? Đợi xíu. Đây, 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 đây. Mà giúp kỹ từ vậy. Từ từ, trời, bây giờ trên xe buýt hả? Ăn cướp như rươi vậy đó. Được nhiêu? 10 chai đó. Ôi, 10 chai luôn hả? Sao lần này ba tao sạp dữ vậy? Trời ơi ba ơi, con thương ba nhất trên đời luôn. Của ông hả? Có 3 chai à? Của bà 5 tới 7 chai lận. Kệ mày, miễn sao có tiền xài là được rồi. Tôi hả? Phải nói khô nước miếng khang của họng mới được vậy đó. Bộ tưởng dễ lắm hả? Được chưa? Cũng được. Ủa, cậu đi đâu vậy? Đi học chứ đi đâu. Anh Du. Anh giận hả? Biết mấy giờ chưa? Chờ nãy giờ luôn á. Em xin lỗi, em ra trễ chút xíu. Tha cho lần này đó nghe. Mà anh không cho học hả? Học làm gì cho hao mòn tuổi trẻ. Không sợ thầy Phùng phải không? Không, cuộc đời của Du không biết sợ ai hết. À, mà chỉ có sợ một người,
Ai vậy? Nè, lên xe đi rồi biết. Du nói đi, Du sợ ai? Người đó là Nghi đó. Tôi sợ Nghi giận thôi. Ngạo quá. Lời nói thành thật nhất trong cuộc đời luôn. Học ở đâu vậy? Học từ trong trái tim nè. Chết nè. Dạ, mời má, mời anh. Ủa, con mời ăn cơm sao con còn đứng đó? Ngồi xuống ăn luôn đi con. Mời má ăn cơm. Dạ, con hơi mệt. Xin phép má cho con đi nghỉ một chút. Con thấy không được khỏe hả? Vậy để má biểu con Dương nấu cháo cho con ăn nghe. Dạ, không cần đâu má. Con vợ con sao vậy? Con đâu biết. Ý trời, sao mày vô tâm quá vậy con? Con vợ mày nó nói không khỏe mà ngồi ăn được à? Làm ơn ăn xong rồi vô trỏng coi coi nó bị cái gì. Con biết rồi. Con mới ăn cơm đi. Ôi. Mình nói mệt mà ông không thèm hỏi thăm một tiếng nữa. Tôi đi á. Em đeo vào rồi, coi như là em chấp nhận tình cảm của anh rồi đó. Sau này á, tuyệt đối không được bỏ anh mà đi nghe. Không được rời xa anh đó biết chưa? Nè, đây á, là ốc anh nè. Còn đây á, là ốc em. Bây giờ á, em để lên tay, để ốc anh lên tay của em đi. Em sẽ nghe Phi Du hát cho Phương Nghi nghe. Thử đi. Đó, có nghe gì không? Không, em đâu có nghe thấy gì đâu. Nghe kỹ đi, có đó. Có rồi à, em nghe tiếng gió, tiếng sóng biển phải không? Sẽ bét hả? Nghe kỹ lên đi. Dạ thưa bác, thuốc này á, bác chỉ cần uống mỗi ngày vào buổi sáng trước khi ăn, mỗi lần một viên thôi.
Em nhớ đó nha. Mình vô rồi mọi người. 1, 2, 3. Chúng em kính chào thầy. Giỡn mặt với tôi hả? Anh Minh, em có tin vui báo anh nè. Tin gì? Nhưng mà anh phải khao tụi em một chầu mới nói được chứ. Vậy cà phê ha. Cà phê uống hoài nổi mụn anh ơi, xấu lắm. Mà có nước bột gì chứ? Vậy chứ muốn gì? Một ly trà đá kèm theo bữa cơm sinh viên. Rồi được luôn. Nhưng với điều kiện là tin tức mấy đứa đưa ra phải chất lượng mới được. Dĩ nhiên. Tụi anh coi đi. Tên. Đây. Anh coi đi. Có liên quan đến bưởi là anh Minh thích liền à. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh Minh cười là anh Minh vui rồi. Tất nhiên là vui rồi. Tại vì cái tin này á, anh đọc trên mạng tháng trước rồi. Mới đến trễ nãy quá. Giáng Long thập bát ca. Cạo dãy thần pháp. Hay muối, tiêu, đường, nước tương, dầu ăn. Ướp cá đã xong. Ủa, cậu ba, sao nay về sớm vậy? Cái ông này, ông trả lời mình nữa chứ. Cái ông này, đúng là sáng nắng chiều mưa, bữa trưa thì bão. Dám đi với người khác trước mặt tôi hả? Quá đáng thiệt. Ngày mai mình phải hỏi cho ra lẽ được. Anh đợi em có lâu không? Đâu có lâu đâu. Mới có 1 tiếng đồng hồ mà lâu cái gì. Vậy là 5-6 tiếng đồng hồ kìa mới lâu. Nè, đợi nón vô đi em. Mình đi về ha. Rồi. Lên xe. Em, em để trái cây lên bàn thờ cúng bác giùm anh. Dạ, con chào bác. Mới tới hả? Dạ. Ngồi chơi đi. Dạ. Mẹ, mẹ thấy trong người mẹ sao? Mẹ khỏe lắm. Hôm nay mẹ có nấu cơm cho con nữa đó. Hôm nay con ở lại ăn cơm gia đình bác nha. Dạ. Dạ. Con Trang nó nấu đồ ăn ngon lắm đó. Dạ được. Nhà con ở đâu? Ba dạ. Má còn đủ không? Dạ, nhà con ở dưới Vĩnh Long á. Con ở đây ở thuê với thằng em trai. Con có phước quá. Con Trang nó tội nghiệp lắm. Mới có 5 tuổi mà ba của nó đã bị xe đụng chết. Chết thảm lắm. Cháu phải thương con Trang nha. Thương thật nhiều nghe. Đừng có đứa con gái nào khác. Đừng có thương con gái nào khác. Mẹ. Dạ. Nhớ nghe. Đừng thương con gái nào khác. Đừng thương con gái nào khác. Có chó sủa là có ăn trộm. Trời ơi, cái gì vậy nội? Trời ơi, trộm.
Trộm. Ăn trộm ở đâu? Nội, không có gì đâu. Con nhận giường cho nội rồi đó, nội vô nghỉ đi. Ngủ đâu? Chỉ có một cái giường à. Ông nội ngủ rồi con với bé ngủ đâu? Trời, con dễ lắm. Con với chị bé trải chiếu ngủ ngoài này nè. Không được đâu, mấy con hời hợt lắm. Ngủ ngoài này cửa nẻo không có kín đáo, rủi ăn trộm vô nó rinh luôn con rồi sao? Trời ơi nội, con bị ăn trộm một lần thôi chứ không lẽ bị hoài. Đúng rồi, nhưng kỳ rồi đó, nó vô đây đó, nó thấy đồ nó rinh. Nhưng kỳ này hết đồ, nó rinh mấy con đó. Trời. Thôi, nội quá lo lắng rồi. Thôi bây giờ nội vô phòng nghỉ đi. À, thì ông nội ngủ cũng được, nhưng mà phải có cái gì ông nội yên lòng đấy nè. Có rồi, có rồi. Bà... cuối cùng cũng có rồi. Đi liền. Trời ơi. Cối cây này, không thằng ăn trộm nào dám vô nhà hết. Trời ơi. Trời đất ơi. Mà con có làm gì đâu mà ông nội với cô hai hết hồn vậy? Thì ông nội nó có hết hồn rồi. Ông nội phản ứng nhanh thôi à. Con có coi cái phim mà lực lượng phản ứng nhanh không? Dạ chưa. Con này nó làm tôi cục hứng à. Thôi con ơi. Dạ. Con khóa 3-4 cái ông khóa cho ông yên lòng mới ngủ cái gì được nữa? Trời, 3-4 ông khóa? 3-4 cái luôn. Ừ. Trời. Bởi vậy lấy chồng đi cho ông nội yên lòng. Ông nội nói rồi. Lo lắng hoài có chồng đâu có lo. Được. Không được. Không tại sao gì hết á. Tôi không thích vậy thôi à. Nhưng tôi thích thì sao? Đây là cơ hội tốt, tôi không thể bỏ qua được. Nhưng mà bây giờ Nghi là bạn gái của Du rồi, Du không thích á thì Nghi không được làm, hiểu chưa? Tôi đồng ý làm bạn gái của Du hồi nào. Mà cho dù tôi có làm bạn gái của Du thì cũng không thể mất quyền tự do của mình được. Du nên xem lại quan điểm của mình đi. Du quá đáng lắm đó. Nếu như mà Nghi cho rằng Du quá đáng thì được rồi, Nghi thích làm gì thì làm đi. Tất nhiên rồi. Nè, sau này á, Nghi thích làm gì thì làm đi, tôi không quan tâm nữa đâu. Trời ơi cậu ơi. Cậu ba, ăn bánh canh đi. Bức tranh này có tội tình gì đâu mà cậu trút giận lên nó vậy. À, ngon cậu. Cũng được. Cậu có chuyện gì buồn hả? Nói tôi nghe đi, nhiều khi đỡ hơn sao. Cậu rồi đi đúc phim. Ai? Hương Nghi hả? Ừ. Ủa mà có ai nhận cô ấy chưa? Hay chỉ là nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Đó vậy đó. Có rồi đó. Có cái ông đạo diễn nào nhìn thấy cà chớn lắm. Hôm bữa tao thấy hai người đi chung với nhau nữa. Vậy là cậu biết cha đạo diễn đó hả? Biết chết liền á. Vậy sao cậu biết người ta cà chớn? Nhưng mà cậu phải biết được á, đóng phim rất là nguy hiểm.
Nó còn nguy hiểm hơn cả nghề làm người mẫu khỏa thân nữa đó. Thật ơi, nhưng mà cậu với cô ấy chỉ là bạn bè hơi thân chút thôi. Đừng có làm cô ấy mất tự do. Nếu không hả, không có cô nào chịu quen cậu đâu. Ê mày. Gì? Không lẽ tao ngồi không, không làm gì hết? Chị Nghi có quyền lựa chọn nghề nghiệp của mình. Cậu là bạn trai á, một là chấp nhận, hai không đồng ý thì chia tay thôi. Mày nói hay quá ha. Nói chuyện về tiền không à. Chứ cậu đâu phải là ba của người ta đâu, cậu cấm cản người ta. Nói nào ngay á, ông ở dưới quê kìa, cấm cản cậu cũng đâu có được đâu. Ê mày, ba tao nói cái gì mà tao không nghe lời, mày nói thử coi. Trời ơi, cả tỷ chuyện luôn á. Điển hình như là cái chuyện mà ông kêu cậu cưới cô Thư đó mà. Cậu đâu chịu cưới đâu, cậu đi quen người khác đó. Muốn nói nữa không? Buồn quá buồn. Tao nói bao nhiêu lần rồi hả? Cả đời này không bao giờ tao cưới tao lấy cái bài. Đâu có. Có người còn đến sớm hơn Thư nữa đó. Anh Đăng. Giới thiệu với Thư, đây là anh Đăng, anh họ của Hà, phó giám đốc của công ty Hoàng Vũ. Còn đây là Phương Thư, người mà em hay kể với anh đó. Chào em. Thôi, anh Đăng ở đây tiếp Phương Thư nha. Em ra ngoài đón bạn. Em ngồi đi. Cảm ơn. Thư học chung với Hà. Như vậy là năm nay Thư ra trường hả? Dạ. Nhưng mà không biết có được như vậy không nữa. Vậy là Thư là gặp trở ngại đúng không? Ủa, sao anh biết? Hà có kể cho anh nghe về Thư. Hà nói Thư đã cá tính, nhưng mà anh lại cho đây là hành động dũng cảm đó. Anh rất thích những nhân viên dũng cảm và thẳng thắn. Có những người như Thư thì công ty mới đi lên được. Ủa gì kỳ vậy? Gì vậy? Kỹ thuật trồng bưởi, chuẩn bị đất để làm giàu và tạo thế cạnh tranh trồng cây bưởi. Trời ơi cái gì vậy? Ủa sao mà em thấy suốt ngày anh cứ nghiên cứu. Đó, phá không à. Nghiên cứu vào cái gì đâu không vậy? Tại em không biết. Thực vật làm thuốc chữa bệnh cũng tốt vậy. Trời ơi, anh học Tây Y chứ học Đông Y đâu mà dùng ba cái lá cây để chữa bệnh. Nói như em vậy á thì đừng có học tin học nữa. Đi làm bác sĩ tâm lý đi. Em không cần phải học tâm lý. Em cũng đoán được anh đang nghĩ cái gì. Nè, anh bỏ học bác sĩ rồi đúng không? Trời ơi sao có uổng vậy? Anh đâu có thấy uổng gì đâu. Anh muốn học công nghệ sinh học để vậy còn cải tạo lại vườn bưởi của nhà mình nữa. Mẹ ơi, em nói giỡn mà thành thiệt luôn đó hả? Là sao? Mày. Sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Bạn ngồi đi. Được rồi. Sinh nhật hai nha. Mình sinh nhật. Các bạn ngồi chơi nha. Đi tiếp khách đi. Còn em học tin học mà không bao giờ anh thấy em ngồi trước máy tính là sao vậy? Trời ơi, 8 tiếng ôm máy tính ở trong trường học rồi, về nhà ôm máy tính nữa, sao chịu nổi, ngán lắm. Thôi, em lên ngủ à.
cả ngày dán mắt vô cái màn hình, giờ mắt mỏi quá. Anh biết mà, em chỉ muốn nhìn người đẹp thôi chứ gì. Người đẹp em không mê, anh mê không? Em nhiều chuyện quá, đi ngủ đi. Thôi đi ngủ à. Đi đi. Ngủ sớm nha. Ừ. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Hà. Chúc mừng sinh nhật Hà. Yo. Yo. Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật của cô em họ tôi. Tôi xin hát tặng một bài cho chủ nhân bữa tiệc cũng như là tất cả các người đẹp ở đây. Quang hô. Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Coi coi sóc nhỏ nó ăn học làm sao. Con lên trển làm gì? Gọi điện thoại hỏi thăm tụi nó được rồi. Phải đó mình. Mình đi dậy rồi, chuyện buôn bán ở nhà ai lo? Ở nhà có năm giỏ rồi. Với lại tôi tính đi có hai bữa thôi. Gì vậy má? À không có gì. Thôi. Trời nóng quá. Con đi tắm nghe.
À, nè nè, trời nắng mày tắm coi chừng bệnh đó nghe mày. Có gì đâu mà lo, con vậy chứ khỏe như trâu à. Má, tính sao giờ má? Trời ơi, con lo quá hả? Anh Hào mà biết chuyện chắc chết quá. Má cũng đang tính đây nè. Hay là ngày mai á, má lên rảnh sớm để coi tụi nhỏ ra làm sao. Nhưng mà con sợ anh Hào không cho má đi đó. Gì không cho? Tao là má nó chứ bộ nó tía tao sao mà nó không cho. Còn con ha, ở nhà nếu nó có hỏi á thì con nói là má qua nhà cô Chính má chơi rồi. Rồi anh qua bệnh anh hỏi rồi sao má? Thì chừng đó tao nói tao đi chùa. Đừng có lo, má không nói con không nói thì nó không có biết đâu, nghe không? Dạ. Đi đâu mà giờ này chưa về nữa? Không phải con Duyên thì là ai chứ? Tôi có một ước mơ, tôi có một khát khao. Ờ, bà Năm. Bà Năm. Ê, chết rồi. Bà Năm lên chơi hả? Sao bà Năm ngồi đây? Đỡ tao lên mày. Dạ. Tao ngồi đây, bay nghĩ tao ngồi đâu? Cửa đóng kín mít sao tao vô được? Con quên, để con xách đồ cho bà Năm cho. Con mà không hả đóng cửa ăn trộm nó vô hốt hết đồ sao bà Năm? Bà Năm lên chơi, bà không nói tụi con, để tụi con ra bến xe tụi con đón. Tao cũng tạo bất ngờ mà không thấy bất ngờ đâu hết trơn á. Khát nước gần chết, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ tê hai cái giò, một giọt nước uống cũng không có nữa. Ủa, bà Năm này, bộ thằng hai thằng ba đi học chưa về hả bọn? Dạ, cậu hai cậu ba đi học rồi, mà cậu hai sắp về rồi á. Vậy hả? Em ra ngoài nghe điện thoại đi. Dạ. Gì vậy bọn? Đang học mà gọi. Cậu ba, bà nội lên kìa. Hả? Đợi tôi lên hả? Ừ. Rồi rồi rồi, tao về liền. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mời bà xơi, mời bà xơi. Món này món gì đây? Gọi là món thịt kho tứ vị. Thịt kho tứ vị hả? Là sao? Dạ, là đồ ăn của ngày hôm trước, hôm kia với hôm kìa, kho chung với ngày hôm nay, gọi là thịt kho tứ vị. Sao? Đồ thừa thì nói đại là đồ thừa, bà đặt thịt kho tứ vị. Dạ. Mà ba cái này bỏ đi cho rồi, để hầm bà lặn vậy ăn đâu có ngon được con. Dạ, cậu hai không có cho bỏ. Cậu hai nói làm vậy là phí phạm, người ta không có ăn nữa kìa. Cái thằng lúc nào cũng tiết kiệm, trả bù cho thằng Du. Nội, phật độ. Trời ơi. Trời ơi, chương quá. Lâu lắm rồi mới nghe nội liệu á. Chương. Cái thằng này lúc nào cũng làm cho nội giật mình không à. Nội khỏe không? Ba má con nhà khỏe không? Ôi, con mới đi tới cửa con nghe nội kêu Du. Đang khen con đẹp trai đúng không? Mồ tổ mày, ở đó mà khen. Hỏi một giây một dọc làm sao nội trả lời. Ba má mày khỏe ra à? Nè, ngồi xuống đàng hoàng đi. Nội nói chuyện quan trọng cho mà nghe. Nè, đừng có nói cái chuyện hứa hôn nha. Nghỉ chơi luôn á.
Không phải chuyện đó đâu, chuyện này còn quan trọng hơn nữa kìa. Không phải chuyện đó, làm có chuyện gì quan trọng nữa hết á. Nào nói đi. Ba con sắp lên đây nè. Ba con lên đây hả? Ừ, bay tính sao tính đi. Tao nghe nói nó định lên đây là tao giọt lên liền báo cho tụi con hay đó. Rồi tụi bay liệu làm sao đó lại làm. Ý trời ơi, khổ ơi là khổ. Cậu ba, ông lên đây là chết chắc á. À con à, hay là con cứ nói thiệt cho ba con biết đi. Trời ơi, con mà thú thiệt với ba hả? Ông lên đây, ông đập cái nhà này luôn á. Bây giờ bay không nói, sau này nó cũng biết còn chết nữa. Ừ, sau này là khác rồi. Tự giận dữ vậy? Được rồi, để nội cho. Hứa nghe. Bà Năm, cậu ba biết bơi, đâu nhảy sông chết được. Cái gì vậy? Mày nhiều chuyện. Ây da, chết chết. Chết cái gì? Tao với bạn không có chết được đâu. Chào cháu. Ba có nhà không cháu? Chào anh Tính. Ủa anh hai. Dạ vô nhà, vô nhà. Dạ. À, con thay bình trà mới cho ông nghe. Ngồi đi anh Tính. Tôi tưởng gái anh chứ. Nó là con của người làm. Chứ hai thằng con tôi đang học trên thành phố á. Thằng đang học bác sĩ, thằng học di tính. Giỏi dữ vậy. Nhà người ta còn một đứa vô đại học mà còn không có nữa. Nhưng mà học cao á, tốn kém lắm anh ơi. Hai thằng này mà nó học xong á hả, chắc tôi mất hết nửa gia sản á. Trời ơi, anh nói quá đó chứ. Cái giường buổi của nhà anh á, sống hoài cũng hết của. Nói về chuyện hồi xưa kìa, chứ còn mấy mùa này á, bết bát lắm anh ơi. Biết vậy anh vô hợp tác xã làm gì? Vô đó bị o ép giá đủ kiểu. Bán bưởi thì đầu năm, cuối năm chưa lấy tiền nữa đó. Tôi cũng biết vậy đó, nhưng mà cũng khó nói lắm. Cháu gái này thích nói quá ha. Có biết nói đâu nói. Ủa, nó nghe, nó biết hết, nhưng mà nó không nói được. Vậy đi cho tốt. Tôi cũng sợ đàn bà nói nhiều lắm. Uống nước đi anh. Dạ. Ủa, nè con, con thấy khách của ông là lạ hay quen? Vậy ông tới đây để làm gì? Con nói ông là thương lái hả? Ủa, sao tự nhiên gọi thương lái tới lúc này? Nhà mình đã vô hợp tác xã rồi, còn kêu thương lái tới làm gì? Nãy giờ tôi nói như vậy á, anh hai thấy có đặng không? Tôi thì đặng rồi đó, nhưng chỉ ngạc sợ má tôi thôi. Anh hai không nói thì làm sao bà Năm bà biết được. Anh hai cầm trước 20 triệu lên Sài Gòn chơi ngang, xong đâu đó thiếu đủ gì anh em mình tính sau. Rồi thằng con trai tôi, nó sẽ tới vườn bưởi để thu mua. Nó giỏi lắm, anh cứ yên tâm đi. Vậy ha. Ủa mà sao anh biết tôi tính đi Sài Gòn hả? Thì anh hai cũng phải lên Sài Gòn thăm con chứ. Vô Đầm Sen chơi, đi chợ Bến Thạnh. Nè, nhớ coi cine 3D để còn biết với người ta nữa nha. Trời, cái vụ cine tôi cũng thích thiệt. Nhưng mà người đóng thì coi chứ dê đóng chắc tôi không ham đâu. Anh này ngộ quá hen. Ở thành phố mà cũng có cây bưởi. Thì ở đâu cũng có bưởi mà nội. Nhưng mà chắc chắn không ngon bằng bưởi quê mình đâu nội à. Nội ngồi xuống đây đi. Đúng ra bưởi Năm Roi là ngon nhất năm kỳ lục tỉnh rồi.
Nhưng mà mấy năm trước kìa, chứ mấy năm gần đây á, vườn bưởi quê mình cũng xuống lắm. Dạ, con cũng biết chuyện đó chứ. Bởi vậy con mới tính là chuyển qua nghề cây trồng, để có gì về dưới cải tạo lại vườn bưởi của nhà mình. Ý trời, đâu có được. Tự nhiên đang học bác sĩ rồi chuyển qua cây trồng làm sao? Thì nội cứ coi giống như là hồi trước con chữa bệnh cứu người, còn bây giờ con chữa bệnh cứu cây. Thôi, không có được. Ba có chuyện cây cối đó là để cho những người ở dưới quê á, ít học người ta làm. Còn con á, học giỏi, phải làm cái nghề trí thức. Cháu của bà Năm Nguyệt mà chân lắm tay bùn thì đâu có được. Nhưng mà con... Không có nhân nhị gì hết á. Con á nghe, mà không thành bác sĩ á, là tía bay nó đốt cái nhà. Bà Năm ơi, bà Năm. Ê trời, thật rồi. Vậy bọn? Cái gì? Dạ, có điện thoại dưới quê gọi lên cho bà Năm kìa. Trời ơi, vậy mà nó kêu giật ngược hả? Alo. Con nè má. Có chuyện gì không? Sáng nay anh Hào có nói chuyện với một thương lái. Cái gì? Nhà mình đã vô hợp tác xã rồi, nói chuyện với mấy người đó để làm cái gì? Dạ, hình như người đó còn đưa tiền cho ảnh nữa đó má. Hả? Trời ơi, cái thằng này nó quá lắm rồi. Để kỳ này má về má cho nó một trận mới được. Ý, đâu có được. Má rầy là ảnh biết con mét má liền đó. Đúng rồi, nhưng mà không nói là không có được. Má à, ảnh cầm tiền nói là đi Sài Gòn liền. Con ráng giữ ảnh ở nhà vài ngày, má về liền nha má. Ừ, được rồi, má về liền. Nói à. Ba còn sắp lên hả? Ừ. Vậy nội đưa tiền của lẹ lẹ đi. Trời ơi, cái thằng này làm gì tôm tướp vậy? Tiền ở đâu đây có? Nội hứa là sẽ có, hiểu chưa? Bọn ơi, bọn ơi thôi, đi lẹ lẹ lên, chạy đang khi đồ vô kìa, nhanh lên. Lẹ lên. Ủa, đồ đâu ra nhiều cậu? Trời ơi, thì mua chứ đâu, vậy còn hỏi nữa. Tiền đâu ra mà cậu mua máy dữ vậy? Thôi, mà dầm hai cái máy này coi. Máy cùi bắp không à, để bèo luôn. Nhưng mà cậu học mỹ thuật mà mua máy vi tính chi nhiều vậy? Sao mày nói nhiều quá vậy bọn? Mày làm ơn mày kiếm cái kệ, cái bàn gì đó, mày đặt mấy cái dàn máy lắp ráp lên cho tao coi. Không có nhiều vậy làm sao gạt được ba tao? Đúng là đầu to mà ốc như trái nho vậy. Ờ đúng rồi, tôi đầu to ốc như trái nho, còn đỡ hơn cậu thông minh mà toàn tính chuyện gạt người không à. Mày á. Nè, còn nhớ coi cái hũ nước màu dừa đó có bỏ vô chưa? À, còn gói tôm khô nữa, có chưa con? À, chắc đủ rồi đó. À, đúng rồi đó, thằng Minh thích nhất là khô cá khoai, khô cá mối, xé trộn nước mắm tỏi ớt. Xem chút là cô quên rồi. Nè, đi xe đò nhớ là đừng có muỗng gục nha, nó móc túi mày luôn á. Trời, con đâu để tiền trong túi đâu má lo. Ủa vậy chứ để đâu? Trong này. Ý trời ơi, lên xe rồi chen lấn này kia nọ rồi xúc chiếc giày ra rồi rớt mất tiền nữa. Trời, xúc mất giày thì tiền vẫn còn nằm trong vớ. Mình xách này lên cho sắp nhỏ nha. Làm gì mà đụng đụng đê đê vậy? Mình ráng xách lên cho con đi, mấy thứ này ở trên Sài Gòn bán không có ngon. Trời ơi, trên Sài Gòn thiếu giống gì, bà có hay lo xa không? Vợ con nó muốn gửi lên cho sắp nhỏ thì xách lên cho nó vui. Trời ơi, nặng nề gì đâu mà căng nhăn.
Con đi nghe má. Mình đi nhớ về sớm nha. Chơi trở làm gì? Cái thằng nó nói với vợ nó một câu ngọt ngào mà nó chết hay sao á? Ôi, hiện đại quá cậu ơi. Bả thiệt. Ê, trời, nó giật. Ủa, có sao không cậu? Máy cũ, chiếc tê tê à, không sao đâu. Ê bọn mà dầm cậu bọn, giống coi tao học tên học chưa? À thì cũng giống rồi đó, nhưng ai là học sinh? Cậu đừng nói tôi nha, tôi không biết gì đâu. Trời ơi, mày nghĩ sao mày làm học sinh của tao? Du ơi. Ủa, cô Nghi? Học sinh của tao đó. Ê, để tao, để tao, để tao. Mày ngồi đó đi. Nghi, Nghi vô đi. Vô đi, vô đi. Chào cô. Chào anh. Giới thiệu với Nghi á, đây là bọn. Cái người rất là quan trọng trong cuộc đời của anh luôn đó. Thằng bọn á, nó cắt máu ông thầy với anh, là huynh đệ luôn. Nó theo anh hơn chục năm rồi đó. Chào anh bọn. Cô uống nước không? Tôi lấy nước cho cô uống. Dạ thôi, em cũng mới uống rồi. Vậy thôi cô ở đây chơi với cậu ba đi. Tôi xuống bếp bằng công chuyện. Em ngồi đi, em ngồi đi. Nghi ơi, em á, em phải giúp anh chuyện này mới được. Chuyện quan trọng lắm luôn. Giúp anh, mà chuyện gì? Dễ lắm. Em chỉ cần ngồi đây á, giả bộ làm học trò của anh là được rồi. Là sao? Học trò? Dễ ở cả. Bây giờ em ngồi đây, em chơi game hay là em online, chat chip gì cũng được hết á. Miễn sao ngồi đây gõ lọc cọc tới chiều là được rồi. Nhưng mà em không biết sử dụng vi tính. Hả? Thiệt hả? Thiệt mà. Em còn quê lắm. Không có quan trọng đâu. Anh chỉ cần em ngồi đây, em gõ cạch vậy nè, em bấm kịch vậy thôi. Lúc mà ba anh lên á, ba anh thấy vậy là được rồi. Ba anh lên hả? Vậy thôi, em về nha. Sao về? Ráng giúp anh đi. Nhưng mà chuyện này em... quan trọng lắm luôn á. Nhưng mà Du ơi. Đó. Ba anh lên. Nè, nè, nè. Ba lên nè, Du ơi. Ba vô. Dạ. Mở cửa nè. Nè. Em chỉ cần có lời cạnh là được rồi. Em giúp anh đi nha. Hả? Du ơi. Anh Du. Ba lên nè, mở cửa ra nhanh lên. Ba. Ba khỏe không ba? Khỏe. Dạ, con chào bác. Dạ, đây là bạn Nghi, bạn học của con đó ba. Đây là ba của anh đó. Tụi con đang làm gì vậy? Dạ, tại vì con được thầy giáo phân công á, làm tổ trưởng trong lớp. Cho nên á, con có trách nhiệm là phải kèm kẹp những bạn yếu, giống như bạn Nghi đó ba. Các con cứ học tiếp đi ha. Dạ. Bây giờ học kém, rồi từ từ sẽ học giỏi thôi. Dạ. Nè, ba ngồi học đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ba vô tắm rửa đi rồi chút nữa xuống ăn cơm nha ba. Trời ơi, vậy là ba ngồi xuống nghỉ đi. Hồi nãy anh chỉ em sao? Dạ. Phải vô đây nè. Đó. Đó, đó là gì nè. Phải vậy không anh? Tập trung học nghe. Lo ra quá. Dạ. Dạ. Mà con mới vô học có 1 tháng mà được làm tổ trưởng rồi sao? Dạ. Dạ. Thiệt ra là mới vô học thầy giáo đã cho con làm tổ trưởng rồi đó ba. Thầy á còn bắt con làm lớp trưởng luôn. Nhưng mà tại con thấy ngại quá à. Với con khiêm tốn á, cho nên con không có nhận lời. Khiêm tốn vậy tốt đó con ha. Dạ. Cố gắng lên ha. Mai mốt con về dưới, ba mở cho con một cái xưởng vi tính luôn. Người ta không có gọi là xưởng vi tính đâu, người ta gọi là công ty vi tính đó ba. Sau này con tốt nghiệp rồi á, con sẽ mở một cái công ty vi tính thật là to luôn, rồi á con cho ba làm giám đốc luôn ha ba. Tập trung học đi. Dạ. Thôi con qua chỉ cho bạn đi.
Dạ. Ba, uống nước đi. Mẹ ba ơi. À con phải. Chị nè, em phải để ý. Đó, bây giờ đầu tiên đó, mình phải vô đây nè. Đó. Trời ơi, tập trung đi sai ngoài vậy. Anh đã nói em rồi mà. Em quên. Anh chỉ lại lần nữa nha. Bây giờ em phải vô đây. Dạ. Bọn. Dạ. Bọn. Dạ. Dạ cậu ơi, con ngủ quên rồi em. Thằng Chu nó gây chuyện gì nữa vậy? Dạ chuyện gì là sao? Thì nó mang máy tính về là sao? Còn cái cô bé mà đi chung với nó đó, đâu có ra dáng vậy là sinh viên đâu. Dạ thì tại vì nó phải là sinh viên đâu. Hả? Không phải sinh viên là sao? Dạ là người mẫu trường vẽ. Người mẫu trường vẽ là sao? À, dạ tại vì cậu ba đâu có học tin học đâu mà học mỹ thuật. À, nghe nói ông định làm Picasso hay gì đó. Cái thằng này, lên kêu nó xuống đây cho anh. Dạ. À, mà cậu ơi, nhớ đừng nói ông biết nha. Ông biết là chết cỡ lũ á. Anh biết rồi, kêu nó xuống đây. Dạ, canh giùm đồ canh nha cậu. Anh hai, kêu em chi vậy? Em hay quá ha. Ngay cả anh mà em cũng dám gạt nữa. Biết hả? Anh cũng biết đó. Em đâu có thích ngành tin học đó đâu. Thi 2 năm rớt 2 năm thấy không? Bây giờ mà em luyện thi 3 năm nữa là rớt thêm 3 năm nữa đó. Cho nên nó thi mỹ thuật đậu liền luôn. Nói với ba luôn đi. Anh hay quá. Sao anh không nói chuyện của anh cho ba biết luôn đi? Ba mà biết được chuyện của anh ha, ông lên máu, ông chết là tại anh đó. Giờ sao ta? Thôi bây giờ anh với em á, giấu ba đi. Rồi để mọi chuyện từ từ lắng xuống. Lỡ sau này ba biết được thì lúc đó mình tính tiếp. Ờ, em muốn sao cũng được. Anh không có nói chuyện này cho ba biết đâu. Anh không có nói dối ba được. Anh lúc nào cũng là con ngoan mà. Hả? Đâu bao giờ biết nói dối đâu. Được rồi, anh cứ im lặng đi. Chuyện này á, để em giải quyết cho. Nhưng mà em nói cho anh biết, sự im lặng của anh cũng chính là sự nói dối của anh đó. Anh khác em thôi, em nói dối có tiếng, còn anh nói dối trong im lặng vậy thôi. Cái thằng gì nói cũng được.